biển. Đá dâm không anh? Dạ. Đá dâm chứ? Có. Anh còn cắt cái ngọn kia nữa không? Đây. Đây mọi người, xuống cái ngọn này. Cắt tiếp chưa anh? Xử tiếp mọi người nhé. Con kéo Nga đây ra đây. Anh Nga hay Đức ấy. Đức tên là tôi kéo cái cỏ. Cỏ gì à. Cắt thì cũng thích đấy nhưng mà nó hay bị nảy nảy. À thế à. Thế anh chuyển anh dùng cái của Miki của Nhật xem. Em cũng đưa, em đưa cho anh em, nó đang dùng hay lắm. Em dùng cắt thấy hay phết đấy. Chuyển cái cổ ra đây đúng không? Cổ nó lắc rồi đấy. Kia nó có cái rễ nó bám vào thân. Ở đây nó có cái rễ nó xuyên qua bể bể nhỉ. Nằm điển mà nó ăn no quá cũng ấy nhỉ. Cũng nó béo quá. Đấy, mặt cơ này. Nuôi cái này đúng không? Hay nuôi. Tiếp thử tiếp cái cành này mọi người. Thôi, nó úp tùm quá. Tiếp chỗ này mọi người ạ. Để em giữ cho. Đây cũng có mấy cái rễ này khử bỏ hết. Mấy cái lọ thì không vào. Bao mấy anh em sửa cây. Vâng. Anh em sửa đồng loạt à? Ừ. Vui lắm. Rồi rỗi rỗi anh em sửa đồng loạt. Sửa đồng loạt. Mấy hôm liền. Đợt ý mà không vào được vui. Không dọn nó cái rễ kìa. Trước còn phải dọn những cái này ra thì mình phải có chỗ để mình đứng. Rồi đi vào.
cỏ nó có lá lặng thật, hết lá cái nhẹ hẳn lên. Anh dâm đoạn đấy à? Trăm năm sau nói chuyện. Nuôi phôi các bạn. Này mấy cái cây toàn cục này. Đấy. Đây. À, cục nằm đây. Khoáng một góc gì nhỉ? Khoáng một góc vừa. Đây cho anh em xem. Cắm có dễ, cắm trống ở đây có dễ. Đây là che thân đúng không? Trên bệ cổ mà. Đây một cái thân nục nạc này, ấy quằn quại kìa. Quay sang kia nhé. Đây. Cái này anh em đang xem. Đây, đang treo ô. Này không biết là chủ nhân là của ai. Được đục đẽo công phu luôn. Cả cái rễ to này mà đục. Nhìn nó sâu hẳn lên. Quá đẹp luôn. Cái này nằm trên một cái chậu, một cái bể. Đấy. Đấy, phải che một cái ô mọi người ạ.
rồi học cái cách ở đây nghệ nhân họ đục cũng rất khó đấy, không phải đơn giản. Quay sát cho mọi người xem, đâm thủng thủng thân luôn. Nam Điền này mọi người nhé. Đây quay cho mọi người cái Nam Điền cực béo luôn. Anh Dâm ở đâu? Ở bên trường. Mang bên trường nhà mình thì Dâm lấy bóng bóng mát. À, lấy để Dâm cây cành cắt ra đấy mọi người. Rồi anh em phụ sáng bên này nhé. À, sẽ xăm nốt cái này rồi mình sẽ dừng lại video. Đây, những tác phẩm trồng trên hộp xốp này. Quá đẹp. Ok, bây giờ thì Tuấn xin cảm ơn tất cả các bạn đã thực sự là rất kiên nhẫn
ngồi đến đúng cái hết cái video này. Mình sẽ chia sẻ với các bạn ở phần video lần sau. Hãy nhớ giúp mình là đăng ký kênh và chia sẻ cái video này nếu các bạn mà thấy hữu ích. Hãy comment những cái điều mà các bạn mong muốn mình chia sẻ ở video tới. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tới. Bye bye.